Xin chào anh em nhé. Hôm nay thì ngày 27 thì bên An Kiên sẽ thanh lý cho anh em vài cặp đôi loa bát 30. Hiện tại thì trước mắt các bác đây là một đôi loa bát 30 Tuvin VX12. Con này nó là loa của Đức anh em nhé. Một đôi thì bên em đã vệ sinh sạch đẹp cho anh em rồi. Và tổng thì bên em có 4 đến 5 đôi còn lại. Đấy, 4 đến 5 đôi. Thì các bác nhìn thấy cái ngoại thất thì đương nhiên nó cũng gọi là rất là đẹp rồi. Không cái bàn cài nữa. Nó có thanh nẹp nhôm ở phía trước cho anh em, rất là chắc chắn luôn. Quay tổng quát cho anh em nhìn nhá. Ê căng nỉ bên trong, bằng sắt nỉ bên trong. Nó là thùng cân, lỗ thùng hơi phía trước anh em nhé. Đẹp anh em ạ. Con này thì cho các bác xem bát tép này. Lát nữa em sẽ quay cái bản tép cho anh em nghe qua một chút nhá. Thì với dòng loa này thì nói với anh em luôn là một dòng loa chơi độc lập cực kỳ hay. Và Tuvin thì bên An Kiên bán cũng khá là nhiều rồi và cũng được phải nói luôn là các bác ưa chuộng bởi cái giá thành, và cái thứ hai nữa là bởi cái chất âm nó rất là ok. Đây là bát con này thì từ 19 anh em, và côn là côn 76 rồi. Bát gang này, xương là xương gang anh em nhé, xương gang đa chấu khá là gọi là chắc chắn luôn anh em. Và đương nhiên rồi, những hàng chính hãng của Tuvin thì nó đều có tem này nhỉ, tem 7 màu này. Các bác có thể là nhìn ngang sang một chút thì nó sẽ có website và có logo của Tuvin anh em nhé. Chép nó cũng vậy anh em này. Đó, chép cũng vậy anh em nhé. Hàng chính hãng của Tuvin. Con này chép thì là chép 450. Bát là bát 19, từ 19 và côn 76 anh em. Rất nặng luôn anh em nhé. Đó, đây là dòng bát trong này. Đấy, mã màng đầy đủ anh em này. Đấy, côn trong anh em nhé. Rất đẹp luôn. Và con này thì các phân tần anh em này. Đó, phân tần của nó đây anh em nhé. Đó, sử dụng hoàn toàn là bằng chở nhôm không, chứ không dùng chở sứ nữa. Hoàn toàn là chở nhôm anh em nhé. Bây giờ thì các bác sẽ nghe bản test một tí anh em nhé. Em sẽ quay qua cái bản test đây cho anh em này. Rồi bây giờ các bác nghe bản test của loa Tuvin Bát 30 nhé. Một dòng loa phải nói luôn là đánh cực kỳ là bạo lực luôn. Bác nào thích những cái dòng loa mạnh mẽ cứng cáp thì các bác lấy thằng này rất là hợp lý rồi. Và các bác chơi thì riêng cái loa này thì chơi súp chứ không phải cần đâu anh em. Đánh rất lực luôn. Đấy. DJ, I'm on remix. Chơi phải nói thực sự với anh em là siêu bạo lực luôn. Các bác nhìn thấy cái bát là các bác cũng đã nắm được rồi. Đấy, bát của nó này và chép đây. Con này thì bên em đang xả cho anh em giá cũng rất là rẻ nhé anh em nhé. Con này thì 8 triệu một cặp, giá bên em đã bao cước vận chuyển cho anh em rồi. Đấy, giá bao cước vận chuyển cho anh em rồi nhé. Và hàng được bao đổi trả trong vòng 7 ngày nếu mà không về chất âm. Đấy, về ngoại thất thì nó rất là đẹp rồi. Thùng cân, lỗ thông hơi phía trước. Đấy, công suất là 350W và mắc của nó lên đến là 1.400 anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu về dòng loa Đức này thì liên hệ với An Kiên sớm, vì số lượng nó không có nhiều đâu anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.